Không phải quản gia kêu má làm vậy đâu, là má tự ăn cắp đó. Có giỏi thì gọi ba số 9 bắt bà già này vào tù đi. Gọi đi. Đội. Quản gia con đừng sợ, có nội ở đây con yên tâm ha. Hồng à, vừa rồi nghe con nói quản gia của má loạn luân, má muốn con giải thích cho má nghe. Thế nào là loạn luân hả? Nó loạn luân như thế nào hả? Má, từ đầu đến cuối con không hề nói loạn luân. Miệng của má con nó nói tức là miệng của con nói rồi. Tụi nó nói loạn luân tức là con nói loạn luân. Con có hiểu biết không vậy? Con Tâm gọi thằng Tổ là Rô No, thằng quản gia gọi thằng Tổ là Rô No, vậy là loạn luân sao? Được, bắt đầu từ hôm nay, quản gia con đừng gọi là Rô No nữa, mà con gọi là ba hoặc là Daddy, thậm chí gọi ông già cũng được. Như vậy không phải loạn luân rồi. Còn loạn luân nữa hay không? Con Tâm là bác sĩ, thằng quản gia nó bán bánh, không phải con có quan niệm giai cấp. Thử hỏi đứa làm bác sĩ, đứa kinh doanh tiệm bánh, làm sao có thể tìm hiểu nhau được? À, không lẽ cặp bồ với một đứa có bạn gái thì tìm hiểu nhau được sao? Có phải làm kẻ thứ ba của người ta thì tìm hiểu nhau sẽ tốt hơn sao? Hả? Má, nếu má không tôn trọng con Tâm thì con cũng không tôn trọng má. Không phải má không tôn trọng Du Tố Thu, má chỉ nói sự thật thôi. Thật sự là nó đang làm kẻ thứ ba của người ta. Chính vì vậy thằng Hảo thấy nó rất đau khổ, cho nên má, nếu má còn nói câu kẻ thứ ba nữa, suốt đời này con sẽ không nói chuyện với má. Bản thân con làm kẻ thứ ba của người ta, còn dạy con của mình làm kẻ thứ ba. Ngày trước anh Tổ và chị Hà đã không còn tình cảm với nhau, từ đầu đến cuối con chưa từng làm kẻ thứ ba. Con không phải là kẻ thứ ba, con là kẻ đại diện trong số kẻ thứ ba đó. Nếu con không phải là kẻ thứ ba thì trên đời này không còn kẻ thứ ba nữa. Nội à, nội nghe con nói đi. Con đừng ngăn cản nội. Nội, con nói không lại nó đâu, để nội nói nội cho. À, nội, con gạt nội đó. Du Tố Thu không phải là kẻ thứ ba của người ta. Không phải đâu, con không nói. Là thật mà, bạn trai của Du Tố Thu có bạn gái là chuyện trước đây. Họ chia tay cả năm, anh mới quen Du Tố Thu. Trời ơi, con không biết nói dối đâu, đừng có ngăn cản nội. Không phải đâu, thật sự con đã nói dối. Con ganh tị với bác sĩ Lan. Con từ lúc nhỏ con và Du Tố Thu chơi thân, lớn lên cũng sẽ có hy vọng. Con giận ảnh đã cướp Du Tố Thu, cho nên mới nói xấu ảnh có bạn gái đó. Không phải đâu, con không có nói như vậy. Nội con à, con thấy họ cãi nhau nên mới thừa nước đục thả câu thôi. Không con phải nói thật đâu. Con nội à. Anh Vĩnh Hà, anh đừng làm mình tổn thương nữa được không vậy? Không xứng đáng đâu. Tâm à, con lập tức lên phòng cho má. Má đừng hỏi anh chuyện này chuyện nọ nữa. Phải đó, con đã yêu một người, anh có bạn gái và con là kẻ thứ ba của người ta. Con cảm thấy rất mệt mỏi. Anh quản gia luôn kề cận bên con, không phải vì anh muốn đeo đuổi con, anh chỉ muốn giúp con thôi. Trong phòng con cất rất nhiều cuốn băng ghi âm, rất nhiều lá thư, không phải vì anh muốn đeo đuổi con, mà là vì con đã từng yêu anh. Sau đó bác sĩ Lăng xuất hiện, con mới từ bỏ mối tình này, nên mới làm kẻ thứ ba của người ta, khiến cho mình phải đau khổ mệt mỏi như vậy. Con lập tức lên phòng cho má. Tâm trạng này người khác sẽ không hiểu đâu, mà má không hiểu sao? Bây giờ đang nông nổi này, má vui lắm phải không?